Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số cái kiến thức của ngày hôm nay. Qua cái những cái khóa trước á, mình thấy một điều là các bạn tập trung vô cái phần trăm nhiều quá. Khi mà cái target của các bạn, khi mục tiêu của bạn kiếm tiền, mình biết là mục tiêu của ai cũng rồi sẽ cũng kiếm tiền hết á, chắc chắn là sẽ ra cái kết quả thì các bạn sẽ vui và các bạn sẽ có động lực, các bạn làm nhiều thứ lắm. Nhưng mà bây giờ cái tháng này nè, các bạn hãy nên tập trung vô một phần mà đừng có tập trung vô cái mục tiêu tiền nha. Các bạn hãy tập trung vô mục tiêu là cái phòng của các bạn bán á. Bạn nào ở Sài Gòn thì cố gắng làm thêm cái bước khảo sát thị trường cho nó thiệt là tốt. Còn các bạn nào mà ở tỉnh á, thì các bạn hãy dựa vào cái group của mình á, sẽ có một hai bạn nào ở trong group của mình á, các bạn nó sẽ ở Sài Gòn, thì các bạn sẽ nhờ bạn đó đi khảo sát cho thiệt là kỹ thì bạn biết được giá của đối thủ. Ví dụ mình nói ví dụ đây, giá của đối thủ là 3,5 triệu, giá của các bạn thì các bạn muốn bán bằng giá đối thủ cũng được, 3,5 triệu, hoặc là bạn bán 4 triệu, nhưng mà sao ngoài kia vẫn có những người khác người ta bán 4,5 triệu, 5 triệu ta vẫn bán được, thì tại sao người ta bán được giá cao mà mình lại bán giá thị trường? Thì các bạn đặt câu hỏi, tại mình không có khả năng bán hàng. Nếu mà bạn đi lấy cái phòng mà giá thấp á, ví dụ lấy cái phòng giá 3,5 triệu mà bạn bán ra 4,5 triệu thì bạn cũng có lời rồi, hoặc bạn 4 triệu cũng lời. Nhưng mà có người lấy 3,5 triệu người ta vẫn bán được 5 triệu, hoặc người ta có thể bán được 5,5 triệu. Lý do ở đây thì các bạn nên đặt câu hỏi là mấy người kia người ta có kỹ năng gì mà mình không có kỹ năng, sao người ta vẫn bán được giá cao? Thì các bạn có thể là bán giá thấp chốt liền ngay lập tức thì rất là dễ, ai cũng bán được đó. Ví dụ bạn các bạn đi ra mua hàng, các bạn sẽ thấy là cứ bán giá thấp, hoặc là bán Việt Nam mà hay rất là hay cạnh tranh về giá, thấy giá thấp là rất là dễ bán. Nhưng mà hãy suy nghĩ tới chuyện là làm sao để bán cái phòng đó với giá cao nhất có thể nha. Tất cả các bạn tập trung cái khúc này nha, để bán giá cao nhất các bạn có thể. Ví dụ mình đưa ra cái phòng, mình nói cái mức giá của mình là từ 5 triệu tới 6,5 triệu, các bạn nhào vô các bạn bán 5 triệu là chắc chắn là sẽ được liền. Nhưng mà cái lúc mà 6,5 triệu làm sao mà bán được? Các bạn hỏi có cái cách nào không, mấy anh chị Ngọc An hay là mấy bạn trong group này, hỏi mấy anh chị đó, bây giờ em muốn bán phòng đó mà em muốn bán giá 6,5 triệu, chỉ cho em cách đi, hoặc là liên lạc với mấy cái bạn group trước, nhóm trước gì đó, mấy bạn đó làm được, chỉ cho em cách để bán giá cao đi. Bạn coi tất cả mấy kiến thức trong forum và bạn tự tin với cái sản phẩm của bạn rồi. Bạn phải tự tin trong con người của bạn phải bán được. Nếu mà bạn nghĩ là thôi chắc không ổn, mà giá này hơi cao với giá thị trường quá, thôi không ổn, khi cái độ tự tin của bạn không có, chắc chắn bạn sẽ chốt không được. Khi người ta chốt một phòng á, thì các bạn phải suy nghĩ trong đầu á, là người ta tới cho các bạn rồi, là bạn gọi điện thoại được rồi, tới chỗ nhà bạn rồi, thì cái khúc này là người ta đã cần phòng lắm rồi, người ta mới tới nhà các bạn. Các bạn nghĩ cái tâm lý của người đi thuê đi, người ta cần lắm rồi, người ta gọi điện thoại bạn xong bước đó rồi, là cái tới cái bước chốt là cái bước quan trọng nhất mà tới. Nếu mà phòng của bạn mà chuẩn bị rồi, xong hết rồi, thì phải thêm một cái tâm lý nữa, tâm lý của các bạn mà nó rụt rè, giống như bạn mới bán phòng lần đầu thì bạn có thể lấy này có thể hỏi những câu hỏi với bạn An, bạn Ngọc làm sao để mà tự tin để mà nói chuyện với khách hàng như thế nào, thì lấy này các bạn hỏi. Nhưng mà nếu mà các bạn không tự tin á, cái người của bạn mà nó không có đủ cái tự tin, là khách đó bạn chưa hề biết mặt nha, chưa hề gặp mặt, và bạn chỉ nghe điện thoại qua thôi, mà trong lòng bạn nó thấy không ổn, mà không biết hy vọng trong lòng bạn phải phải chắc chắn một điều là họ tới bạn phải chốt cho bằng được. Khi trong lòng các bạn phát ra cái tín hiệu là bạn phải chốt cho bằng được, thì bạn sẽ suy nghĩ kiểu khác, bạn phải làm sao cho chốt cho bằng được. Còn nếu mà bạn không chịu mà suy nghĩ mà bạn 50-50, hoặc là bạn chỉ có 30% tự tin, hoặc là 20% tự tin, thì mình biết chắc chắn là bạn sẽ không không bán được đâu. Bởi vì cái độ tự tin trong người các bạn á, nó phải tăng lên nữa. Mà làm sao để cái độ tự tin nó tăng lên, thì các bạn phải khảo sát thị trường thì cực kỹ, phải đi tìm hiểu cái bất động sản của mình có điểm ưu điểm gì, nhược điểm gì. Đó, những cái này là bạn phải tìm hiểu thiệt kỹ. Trước khi bạn muốn bán một cái gì đó thì bạn phải tìm hiểu thiệt là kỹ, và bạn phải khảo sát thị trường đó. Nếu bạn không làm bước này rồi sẽ không tự tin được đâu. Cái cách nói chuyện của bạn như thế nào, bạn cứ thử tưởng tượng đi, một cái câu chuyện nào đó, người A là người bán hàng, còn người B là người đi xem phòng, cứ bán qua bán lại coi có thấy ổn hay không. Tập biết cho nó ra nó được thôi. Bạn hãy tập nha, tăng cái độ tự tin của bạn lên, nói chuyện cho lưu loát, tăng cái độ sản phẩm của bạn lên. Và một cái nữa, mỗi người á nên trang bị cho mình một cuốn sổ, mình hay gọi cuốn sổ đó cuốn sổ ngu á, viết lại những cái khuyết điểm của các bạn làm từng giao dịch. Ví dụ như hai người nói chuyện với nhau thử á, tập bán hàng á, tập bán phòng á, nói cái câu gì mà tại vì cái miệng của các bạn á, cái thói quen của bạn trong đầu của bạn á, suy nghĩ từ trước tới giờ rồi, bạn nói ra có những cái câu mà bạn nói ra bạn nên không nên nói, bạn không biết, nhưng mà bạn vô tình mà cũng thôi bạn thu âm lại, bạn sẽ thấy là câu này không nên nói. Thì sẽ có những người trong nhóm khi bạn thu âm là bạn nghe lại, bạn sẽ phát hiện ra. Còn nếu mà bạn không thâu âm lại thì bạn không biết là bạn sửa được cái chỗ nào đâu. Có những câu mà bạn hay thường hay nói mà nó không giúp cho các bạn bán được sale, giúp được sale hơn. Đó, lát nữa các bạn hỏi thì mình sẽ nói sâu về vấn đề này. Còn cái chuyện mà bán giá bình thường,
giá thị trường thì ai bán cũng được hết á, có đúng thời điểm hay không thôi, cái người đó có đúng thời điểm hay không thôi. Còn nếu các bạn muốn bán phòng trở thành người bán phòng xuất sắc thì các bạn phải bán giá cao hơn thị trường, bạn đừng có bán theo cái giá thị trường, phải làm sao để bán giá cao hơn thị trường thì lúc đó bạn mới thành công. Chứ giờ đưa ra cái giá trung bình là 5 triệu cho tới 6 triệu rưỡi, bạn cứ bán 5 triệu thì ai bán được trong group này, tất cả mọi người có thể bán được hết. Nhưng mà có một hoặc hai người bán được với giá 6 triệu rưỡi thì những người đó người ta sẽ có những cái yếu tố nào để hỏi mấy người. Rồi thứ hai là các bạn hãy đặt ra mục tiêu. Thì bây giờ là các bạn mới học à, thì các bạn cũng không nên đặt ra cái mục tiêu là tháng này tôi bán được 10 phòng. Thì cái đó mục tiêu hơi quá rồi, hơi lố rồi. Thì cái đơn giản thôi, tháng này chỉ cần yêu cầu các bạn mỗi người bán 2 phòng là đủ rồi. Để các bạn đủ thực tập và trong 2 tuần bán 2 phòng cũng là căng lắm á, chứ không phải dở đâu. Tuần đầu tiên là các bạn học, tuần thứ hai bắt đầu tập chốt sale. Tự các bạn á, bạn nào thấy giỏi nữa thì chốt tập thử 3 phòng coi được không? Người giỏi nữa thì 4 phòng. Mình nghĩ là hãy ra cái target 2 phòng, rồi tháng sau bắt đầu lên 5 phòng hay 10 phòng gì đó tùy các bạn. Có những bạn sẽ xuất sắc và có những bạn sẽ bình thường và có những bạn sẽ bỏ cua. Nhưng mà mình muốn các bạn, tất cả những bạn trong group này, cái ngày mà 2 tuần tiếp theo nữa, mình mong là tất cả các bạn phải vô trong cái group đó để nghe những cái người mà thành công, người ta sẽ nói chuyện với các bạn, nói tại sao em bán được, tại sao em bán không được, em chốt điều có cái gì mà em chốt bị lỗi. Thì khi mà bạn vô bạn nghe như vậy á, bạn phát hiện ra à tôi làm sai cái gì rồi. Mình để 2 tuần cho các bạn thực tập để cho các bạn học hỏi lẫn nhau, nếu mà có sai thì sửa, có bán không được thì vô để mà nghe, để mà học kinh nghiệm.